Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh phía bên dưới và bấm vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. Theo bạn, vận mệnh có phải nằm trong tay mình không? Vận mệnh của bạn do ai nắm giữ? Hãy cùng theo dõi câu chuyện ngắn dưới đây để có thể hiểu thêm về vận mệnh. Một người không rõ về vận mệnh, liền đem thắc mắc của mình đi bái kiến một vị thiền sư nổi tiếng. Khi gặp được thiền sư, người này liền thưa chuyện: "Thầy nói xem trên đời này có vận mệnh không?" "Có." "Nhưng vận mệnh của con ở đâu?" Vị thiền sư kêu anh ta xòe tay trái ra, chỉ anh ta xem và nói: "Con thấy rõ chưa? Đường này là đường tình cảm, đường này gọi là đường sự nghiệp, còn đường kia là đường sinh mệnh." Sau đó, vị thiền sư kêu anh ta từ từ nắm tay lại, nắm thật chặt. Thiền sư hỏi: "Con nói xem, những đường đó nằm ở đâu rồi?" Anh ta mơ hồ bảo: "Trong tay con này, con hiểu vận mệnh của con ở đâu rồi chứ?" Anh ta mỉm cười nhận ra, thì ra vận mệnh nằm trong tay mình. Suy nghiệm, một người không tu thì cứ sống theo nhân quả bao đời đã có do nghiệp chúng ta tạo nên. Ngược lại, nếu chúng ta có tu tập thì sẽ dừng nghiệp và chuyển nghiệp, nghiệp thay đổi thì số phận cũng thay đổi theo. Số phận một con người tốt hay xấu là do cách chuyển nghiệp của mỗi chúng ta vậy. Vì vậy, để tăng cường thêm các khí, chiêu tài chiêu quý nhân, các bạn có thể kết hợp sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân luôn đem theo bên mình để đem lại may mắn. Vòng tam hợp huyết long là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát cho tuổi. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp quý thần, có tác dụng tăng cường vận khí, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho gia chủ. Dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não mang lại sự sang trọng quý phái cho người sử dụng. Đá mã não đỏ là biểu tượng của sức khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ. Ngoài ra còn dùng để trừ tà, rất thích hợp dùng làm bùa hộ mệnh. Trên mặt đá sử dụng mực vàng thần tài có hình ảnh bộ ba linh vật Tỵ Dậu Sửu, Hợi Mão Mùi, Dần Ngọ Tuất, Thân Tý Thìn, có tác dụng bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Gỗ huyết long được gắn với cái tên là gỗ đế vương bởi loại gỗ này thường được sử dụng trong cung điện của vua chúa ngày xưa. Trong phong thủy, gỗ huyết long thường được các thầy sử dụng nhiều bởi tính chất trừ tà, giảm tai ương cho người sử dụng. Vòng tam hợp huyết long được sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Đây là vật phẩm phong thủy cát lành, không chỉ làm vật phẩm hộ thân mà còn có thể làm quà tặng may mắn cho những người thân yêu. Để thỉnh vật phẩm, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0911998682, 0986707892, hoặc để lại họ tên, xìa tờ năm sinh dưới phần bình luận để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.